Vâng, xin chào quý anh chị, quý khách hàng. Chào mừng quý anh chị, quý khách hàng quay trở lại với kênh Minh Nghi ô tô của em Nghi nha. Thì hôm nay em Nghi sẽ quay giới thiệu cập nhật chương trình khuyến mãi và giá cả của cái dòng xe Jack N900 tải 9 tấn. Anh Đạt, để nó chờ xíu anh Đạt. Tải 9 tấn phùng 7 mét nha quý anh chị. Đây là cái dòng Jack N900 tải 9 tấn mốt thùng 7 mét. Hiện tại con này đang có giá là 728 triệu sau khi trừ thuế VAT đã giảm, thì nó hiện tại nó đang có giá là 728 triệu nha quý anh chị. Chương trình khuyến mãi của nó là bao gồm là mình có thể lấy một máy phát điện trị giá 15 triệu hoặc là mình giảm trực tiếp tiền mặt 10 triệu vào cái giá xe nha quý anh chị. Là nếu mà mình giảm trực tiếp tiền mặt thì nó còn 718 triệu á. Chi phí giấy tờ của con này hiện tại rơi vào mức giá là 24.500 nha quý anh chị. Toàn bộ bao gồm thuế trước bạ, đăng ký đăng kiểm, phí đường bộ, phí bảo hiểm nhân sự, và nếu mình ra biển vàng là nó bao gồm luôn định vị phù hiệu cho mình nha quý anh chị. Đây, đó là cái chương trình khuyến mãi của con Jack N800 này nha quý anh chị. Coi nhà 900 nha quý anh chị. Thì sơ lược về con Jack N900 này, thì đối với cái con này thì bên em đã ra số và chuẩn bị giao cho khách hàng. Hiện tại thì tất cả cái mẫu xe đều là thùng tiêu chuẩn hết nha quý anh chị. Bên hiện tại cục đăng kiểm rất là siết lại và thùng tiêu chuẩn, chứ mà sai quy cách là sau này mình sẽ không đăng kiểm đăng được. Hoặc là mình đi trên đường mà nó sai quy cách đó, thì công an bắt cũng sẽ phạt luôn nha quý anh chị. Em xin nhắc lại là tải của con này là 9 tấn mốt và thùng là 7 mét. Cabin thì là cabin đôi, có giường nằm, có 3 vị trí ngồi, một cái tài và hai phụ xe. Động cơ con này là động cơ Cummins 3.6 lít. Đây, hiện tại tụi em đang treo bạc để chuẩn bị giao xe cho khách luôn nha quý anh chị. Xe này là giao về Tây Ninh nha quý anh chị. Đó, xe là có thùng đồ nghề tiêu xe luôn. Đó, đây là bánh sơ cua treo ở phía sau đuôi xe. Bình dầu này thì nó khoảng 200 đến 300 lít nha quý anh chị. Bình dầu hợp kim nhôm. Đây. Động cơ này là động cơ Cummins, hộp số là hộp số phát ghi. Đó, hộp số này là một.
Đó, thì đối với con dắt N900 này thì bên em đã ra số về Tây Ninh và đang kêu bạn đã chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Con dắt N900 này thì nó là cabin đôi nha quý anh chị, cabin đôi có giường nằm và ba vị trí ngồi, một ghế tài và hai ghế phụ. Đó. Xe này thì ngân hàng hiện tại cho vay tối đa là 75%, là nằm đâu đó nằm từ 520 đến 540 triệu nha quý anh chị. Đã trước là dao động từ 201 đến 220 triệu là mình có thể làm được xe. Vâng, thì vừa rồi em cũng cập nhật sơ lược về cái giá cả con dắt N900 tại 9 tấn 1 thùng 7m này nha quý anh chị. Em xin nhắc lại là giá của nó là 728 triệu, chương trình khuyến mãi hiện tại là tặng máy phát điện trị giá 15 triệu hoặc là giảm trực tiếp tiền mặt 10 triệu vào giá xe là sẽ còn 718 triệu. Giá lăn chi phí lăn bánh giấy tờ của nó là 24 triệu 500, chi rồi xong thì là nằm ở khoảng mức giá là 742 triệu 500 nha quý anh chị. Xe thì cabin đôi, hai giường, một giường, hai một ghế tài và hai ghế phụ. Động cơ là động cơ Cummins 3.6 lít. Xe này thì hiện tại cũng rất là được ưa chuộng trên thị trường, bán ra rất là nhiều. Thùng thì thùng 7m, rộng là 2m 280, cao là 2m15. Thắng hơi, khoanh hơi turbo. Đó, gương thì quán triệu thấy là gương rất là nhiều, trang bị rất là đầy đủ, có gương cầu lồi, gương hộp hai gương. Thôi thì quý anh chị nào mà có nhu cầu về xe này thì để lại thông tin hoặc là liên hệ với trực tiếp với số hotline để góc màn hình để em có thể tư vấn thêm về xe và giá cả trực tiếp về từng tỉnh thành cụ thể chi tiết hơn. Xin cảm ơn quý chị đã theo dõi video này, xin nhận được sự ủng hộ từ quý anh chị, quý khách hàng. Xin cảm ơn.